Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì vào đây trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì có vẻ như là vừa nay mình trong cái phiên ngày cuối tuần thì đã bắt đầu xuất hiện những cái sự rung lắc nhất định, và những cái sự rung lắc này thì nó diễn ra vào khoảng tầm là 15 phút cuối của cái phiên ngày cuối tuần, rất là khó chịu đúng không? Nhưng mà anh chị hình dung như thế này nè, ít nhiều gì khi mà xuất hiện những cái sự rung lắc á thì cũng sẽ có những cái tâm lý hoang mang lo sợ trên thị trường, nó dần dần nó hình thành và nó xuất hiện đó. Và anh chị mình chú ý thêm một điểm nữa là ở thời điểm hiện tại, thật sự mà nói nha, là cái độ phân hóa và cái sự phân hóa của thị trường á, nó đang ở mức rất là cao luôn. Nó cao đến mức á, mà nếu anh chị mình bóc tách ra từng con từng con từng con một á, thì họa may nó mới chính xác và nó khách quan. Thậm chí là nếu chúng ta nói cả về chỉ số thì nó cũng bị dính tới những cái yếu tố điều tiết bởi các cổ phiếu trụ. Rồi nếu chúng ta nói về các dòng cổ phiếu thì thật sự ở thời điểm hiện tại nha, một số dòng cổ phiếu thì nó vẫn ok, có nghĩa là những cái con mà ở chung một dòng á thì nó vận động, nó cũng tương đối là nó cũng xem nhau. Anh chị mình phân tích thì ok, nó có nét tương đồng. Thậm chí nha, một số những dòng cổ phiếu bây giờ á nó đánh không giống nhau luôn, những con chung dòng đánh không giống nhau. Con thì mạnh hơn con kia, con thì kéo, con thì đạp, con thị trường rung thì nó không rung, con thị trường kéo thì nó lại không kéo. Nó lộn tung phèo lên hết. Thành ra bây giờ quả may á, mà anh chị mình bóc tách ra, anh chị mình nói từng con từng con từng con từng con từng con một thì nó mới chính xác đúng không? Hình dung nó là như thế đấy. Và nếu chúng ta nói về một cái khía cạnh đơn giản nhất ở thời điểm hiện tại đi, là chúng ta nói về chỉ số, thì trong vòng mà 4 đến 5 phiên vừa qua thì vào đây mình thật ra nó cũng chả có cái cây nào gọi là cái cây gọi là xanh điểm hết đó, đỏ hết đúng không nè, đỏ lè đỏ lét. Nhưng mà anh chị nhìn về cái biên độ giảm của thị trường cả về chỉ số và cả về khối lượng thì nó giống như là bò tùng sẻo, có nghĩa là nó rỉ 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 ngày chút ngày chút ngày chút, nhưng cái biên nó không lớn, volume thị trường cũng không cao đúng không? Và dần dần á cái quy tắc mà tăng lên bao nhiêu thì chỉnh lại 50% thì hiện tại nó vẫn đang áp dụng rất là tốt, và đi mình vẫn đang quanh quanh những cái vùng 50% tính từ cái thời điểm mà nó kéo lên khoảng tầm 70 điểm 80 điểm thì nó chỉnh về đâu đó khoảng tầm 35 tới 40 điểm tính từ thời điểm trước rồi, là nó đang dần dần đi về những cái vùng quá bán và nó chỉnh kịch biên. Anh chị hình dung là như thế. Và thêm nữa là dần dần qua từng phiên thì những cái phiên hàng T cộng về của những cái cây bắt đáy, tạo đáy, đáo hạn, phái sinh, trả điểm ABC gì đó, dần dần nó đã về hết rồi. Những cái gì cần giảm, cần chỉnh nó đã chỉnh. Những cái gì không chỉnh, giữ tốt thì nó vẫn đang giữ. Những cái gì vẫn kéo xanh, vẫn ok thì nó vẫn đang kéo. Đúng không? Rút chân tốt gì đó thì nó đang hình thành hết. Và càng về lâu về dài thì bắt đầu thị trường nó sẽ đi vào một cái vùng cân bằng, nó sẽ tốt hơn anh chị ha. Và cái biên thị trường mà nó càng ngày càng hẹp lại như vậy, càng ngày càng chán nản như vậy, nó cũng là một cái yếu tố anh chị mình cực kỳ lưu ý. Chỉ sợ nhất á, là nó bán tháo, sợ nhất là nó mở biên. Còn nếu nó chỉnh mà rỉ 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 mà volume không to á, và quan trọng là anh chị phải bóc tách ra từng con cổ phiếu và tập trung vào cái danh mục của mình á, thì anh chị sẽ thấy được rằng là phiên như thế này tuy chán nhưng ok, danh mục mình đủ ok đúng không? Phải tùy theo cái con anh chị cầm nữa. Thậm chí trong cái phiên mà thứ sáu điều chỉnh nó cũng tương tự như vậy. Đây nè, em có chia sẻ với anh chị mình ở trong cái room cộng đồng nè. Nè, sự phân hóa đang rất là mạnh luôn. Nên quan trọng là anh chị đang mua những cái dòng nào, điểm mua của anh chị mình như thế nào, đúng không? Cầm mã nào, dòng nào, thì sẽ thấy được rằng là cái phiên ngày thứ sáu là một phiên bình thường hay là một phiên lo lắng, đúng không? Rồi. Vậy thì trong phiên cuối tuần thì nếu anh chị nào có trong đây anh chị chắc cũng đọc rồi, được không? Chiến lược nè, ha, bóc tách ra từng dòng cho mình luôn. Đó, anh chị mình có thể đọc lại nha. Nè, đó. Và hôm nay á, thật ra thị trường á, đây nè, về hôm nay nha, cũng không có biến đổi gì mới. Anh chị nhìn đi, thị trường mà đóng quanh tham chiếu như này có gì đâu mới. Giảm một điểm, chính xác là 1,5 điểm. Cổ phiếu hầu như hoàn toàn tham chiếu, có rung có lắc trong phiên cũng có đương nhiên rồi, nhưng cuối cùng đóng cửa y chang, cực kỳ tốn điện luôn, không có một cái biên độ nào cả, rất là chán. Nhưng dù sao cái sự neo đậu đó là một cái yếu tố chúng ta cần, đúng không ạ? Đây buổi sáng nè, morning cả nhà, và nên mình vẫn phân hóa việc áp lực bán xuất hiện bất ngờ vào cuối phiên ngày thứ sáu, tuy rất khó chịu nhưng cũng là mặt bằng chung cổ phiếu không ít thì nhiều nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị chấn lại. Cái con nào đang chuẩn bị tăng thì bắt đầu nó khựng lại nhịp, đúng không? Những con nào mà chỉnh nó sẽ chỉnh, những con nào giữ nó sẽ giữ, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ kìm hãm cái đà tăng lại ít nhất là khoảng tầm 2 đến 3 phiên,
đúng không? Rồi trong phiên đó có thể sẽ bị ảnh hưởng là trong cái phiên ngày 6 á, nhưng quan trọng là sau đó cổ phiếu nào xu hướng như thế nào thì nó vẫn sẽ vận động theo những cái xu hướng đó. Rung lắc trong ngày hôm đó là có, nhưng sau đó đâu rồi cũng về đó, dòng nào vận động như thế nào, đang nằm ở cái xu thế nào, đang nằm ở cái vị trí nào, dao động như thế nào, nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Anh chị hình dung ha, bóc tách ra nè, những dòng cổ phiếu nào vận động lỏng lẻo, bị bán quá nhiều lần, cứ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống ở những cái vùng đỉnh biên độ lớn, khối lượng lớn, rủi ro trong ngắn hạn, hồi lên được cành bán, đúng không? Chờ nó xiết lại, chờ nó hình thành một cái gì đó nó an toàn hơn thì anh chị mình vào lại ha. Nếu thật sự an toàn thì vào lại. Rồi những dòng cổ phiếu chỉnh nền mà vốn không lớn thì đồng ý là trong phiên ngày 6 nó sẽ có đôi chút những cái sự hơi xấu, nhưng những cái phiên sau á nó sẽ cần thời gian cân bằng và nó cũng sẽ hồi phục thôi. Thì những cái dòng đó cái khối lượng nó không có cao, đúng không? Rồi những cổ phiếu nào mà không bị ảnh hưởng thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn thị trường chung một tí xíu, vô thưởng vô phạt, điển hình như dòng ngân hàng. Rồi còn những cổ phiếu nào thậm chí nó xanh mạnh luôn, điển hình như là dòng chứng khoán trong phiên ngày 6, nhưng do thị trường rung lắc thành ra là nó bị xìu xuống, mặc dù nó vẫn xanh, vẫn đóng cửa tăng, nhưng mà nó không có đóng được ở những cái mức giá cao nhất. À vậy thôi, cho nên tập trung vào cổ phiếu ha. Còn về chỉ số thì em đánh giá là vợ này mình đã chỉnh 50% tính từ những cái biên độ tăng về mặt chỉ số rồi, và cái vùng này vẫn đang là một cái vùng dần dần nó sẽ cân bằng. Anh chị thấy hôm nay vợ đi mình nhúng một hồi rút chân lên, nó cũng nằm ngay cái vùng này, là dần dần á, các cái T cộng dần dần nó qua là kiểu gì vợ đi mình nó cũng hình thành một cái biên cân bằng ở đây, anh chị lưu ý ha. Rồi nè anh chị thấy không, tới sáng nó bắt đầu đã có dấu hiệu chỉnh xong rồi, hôm nay dòng ngân hàng lại có rất nhiều con lại được kéo bật lên. Em đã view cho anh chị rồi, dòng ngân hàng những con tăng cao thì nó chỉnh về đâu, đỉnh cũ. Những con nào sát nền thì nó chỉnh về đâu, đỉnh cũ, nền cũ. Quan trọng là khi nào nó hướng lên lại và khi nào nó đầy đủ các yếu tố phía sau để anh chị mình tiếp tục theo dõi và quan sát, đúng không? Về bản chất nó kéo lại là chuyện bình thường, tại cái vấn đề này mình đã view trước rồi mà. À, hình dung ha, bản chất nè, khi rung không bị gì thì khi ổn mình lần lượt kéo, à đúng không? Rồi ngồi xem duy trì thôi, đúng không? Nhìn chung là vẫn ổn, nếu mà có xác nhận gì thêm là mình hành động tiếp, còn nếu không có thì anh chị ngồi chờ thôi. Cái biên thị trường ngày hôm nay có gì đâu mà để hành động, đúng không ạ? Rồi đó, một phiên thật sự là cuối ngày chờ nó có cái gì thêm, cuối cùng nó tham chiếu rung lắc cũng có, kéo trở lại cuối cùng chả có gì. Nhưng với những cái sự phân hóa nó mạnh như thời điểm hiện tại thì bây giờ anh chị phải bóc tách ra từng con cơ thì nói nó mới đầy đủ được, chứ bây giờ em nói chung chung là bây giờ nó không có chung chung được. Tại vì thậm chí những con chung dòng với nhau, nếu anh chị nói dòng trứng đi thì quả mày ok nó đánh giống nhau, nhưng anh chị nói dòng thép thì giống nhau không, sao giống được? Con Hòa Phát nó mạnh hơn hai con kia rõ ràng, hai con kia cực kỳ xấu, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là bây giờ bóc tách ra từng con rồi nó mới đầy đủ, chứ bây giờ nói chung cũng không đầy đủ được anh chị ha. Rồi thì đầu tiên anh chị nhìn vào dòng ngân hàng đi, ACB vô thưởng vô phạt, đúng không? Từ sau khi gây chỉnh kia thì cuối cùng nó cũng đi ngang và nó cũng không có một cái chuyển biến gì đâu quá mới, hấp thụ lại kháng cự, điểm hướng lên thì cũng chưa có, độ xiết nền cũng có, thủng cũng chưa, volume cũng chưa, mở biên cũng không, tăng cũng chưa tăng, đúng không ạ? Đó, BID chỉnh xuống, nhưng mà chỉnh bây giờ chỉnh có vài like như thế này mà volume như thế này, ngày mai nó bật lên thì cuối cùng em nghĩ nó vẫn đi trong cái nền này thôi, thật ra nó cũng chưa có gì xấu, nhưng mà điểm hướng lên hay bất cứ cái gì mới thì cũng chưa có anh chị ha. CTG, CTG tự nhiên cả ngày đè, tự nhiên cho ADC lại kéo ngược lên quanh mở mấy cái mức giá gần 29 như thế này, đúng không? Nói chung kiệt cung quá là nó cũng bật lên thôi, nhưng mà nói chung điểm hướng lên thì con này lại tốt hơn, có dòng tiền vào nó ok hơn. Nhưng mà thật sự là nếu mà nói về những cái gì mà hình thành mới thì em hiện tại là vẫn chưa anh chị ha. Anh chị đợi em xíu thì em thấy là nó vẫn chưa, thành ra là bây giờ này cái điểm hướng lên thì là tốt, nhưng mà khi nào mà nó bứt phá khỏi mức giá 30 thì đó mới là những cái điểm anh chị mình tiếp tục gia tăng về cổ phiếu. Còn về xu hướng của cổ phiếu, đây vẫn là những cổ phiếu rất tốt anh chị ha, dài đàn tích lũy mà, tích lũy càng dài thì sóng càng to, vậy thôi anh chị ha. HD băng thì lại chỉnh, nhưng mà chỉnh về đây thì lại về gì, về đâu, đỉnh cũ, đúng không? Đỉnh cũ mà volume thấp như này, xác suất những viên sao bật lên là nó cũng có anh chị ha. Rồi MB đó anh chị thấy không, chỉnh về đây cho đã vô, vô kì hôm nay nó cũng hướng lên lại, nhưng mà nó bứt phá lại cái vùng này thì cũng chưa có, nhưng nó giảm tiếp nó cũng không giảm mà nó đang cân bằng và hấp thụ quanh đây anh chị ha. Anh chị cứ chờ thêm thôi, mình đã view rồi, lên đây gặp kháng cự nè, thôi anh chị bán đi, chỉnh về đây nó về hỗ trợ rồi,
vốn kẹt anh chị giữ đi, nếu anh chị chưa bán chị giữ đi, tại vì sao, nó kiểu gì nó trả hồi đúng không, nó hồi lên nhưng mà cái điểm hướng lên như này là chưa đủ để chúng ta đánh giá thêm, nhưng dù sao nó cũng đang cân bằng và duy trì rất là tốt. Cái gì hấp thụ thì mình nói nó hấp thụ, cái gì giữ tốt mình nói nó giữ tốt, nhưng mà cái nó đủ tốt để mình mua trở lại hay chưa thì chưa. À, hình dung nó là như thế anh chị ha. SHB nè, chỉnh đỉnh cũ nè, khối lượng bắt đầu kẹt đi nè, biên độ bắt đầu không còn lớn nữa, chỉ còn có vài like thôi, có nghĩa chắc một hai phiên sau nó mới cân bằng được, nó mới tạo đáy được nha. STB này đó, đóng tham chiếu trong suốt những quá trình vừa qua rất là ok luôn, mà anh chị biết rằng con STB này là một con mang tính đầu cơ cực kỳ cao trong dòng ngân hàng, nếu như có chuyện gì mà thị trường có biến con này sàn đầu tiên đúng không, nhưng mà rõ ràng nó qua dòng bão nó vẫn không sàn. Đây là những cái thời điểm chúng ta đánh giá được cái sức mạnh của cổ phiếu, khi mà nó có một cơn bão nó lướt qua thì coi coi nó mày phản ứng như thế nào, nhà mày có được bê tông cốt thép là xây được có ok không, hay là thợ xây nó ăn nó đưa tiền cho nó làm xong rồi nó xén bớt chỗ này chỗ kia đúng không, là cuối cùng ra cái nhà nó lại không chất lượng. Hình dung nó là như thế anh chị ha, bắt đầu mình bắt đầu thử được, còn nếu nó vi phạm thì anh chị mình mới xử lý, còn nếu nó không có bị gì thì thôi bình thường, giá vốn vẫn quanh đây vẫn bình thường anh chị ha. Thậm chí trên này nếu mà nó không gãy, bây giờ cổ phiếu có hai đường thôi, bây giờ nó neo tốt thì nó không gãy, không gãy bây giờ gì hướng lên, hướng lên vừa vừa làm gì vừa giá tăng đúng không, à cổ phiếu nó đang trong một pha tích lũy mà rõ ràng là mình không thể nào cầm đèn chạy trước ô tô được, nếu nó không vi phạm mình không thể nào đánh giá cổ phiếu là xấu được, trong khi nó xiết biên và tạo cung rất tốt, có rất nhiều phiên mà thiên thời địa lợi nhân hòa cho tổ chức có thể mượn ké phiên nó đạp luôn nhưng nó lại không đạp đúng mà, rõ ràng là như thế. Thì bây giờ ở thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn về vấn đề này thì nó đang nằm như vậy là ok anh chị ha. Rồi Techcombank hôm nay tự nhiên lại có những cái sự mà nó kéo bật lên rất là tốt, volume ok hướng lên đồ này kia, và bắt đầu nó đang điều chỉnh lại những cái quanh nền này, thấy không, về là đỉnh cũ là bật lên, về là đỉnh cũ là bật lên rất là tốt luôn đó, mình nó sẽ có một xu hướng nó test lại đỉnh thì ở chợ tích lũy thôi chứ chưa phải là những gì đâu. Rồi tiếp theo TB sideways, VIP cũng bình thường nè. VIP anh chị thấy không, tại sao khi nó chỉnh những cái biên độ nó rác như thế này, nó về là cái đỉnh cũ tới đây nó không gãy nữa, trong khi nó nằm một cái vùng rất là treo leo như thế này, nếu mà giảm con này phải giảm đầu tiên chứ, con này là cái con rất dễ giảm luôn, ở dưới chả có cái gì đỡ cả, nhưng rõ ràng là gì, nó đã về là những cái vùng đỉnh cũ là nó đang cân bằng ở đây rồi, nhưng mà đây nó chỉ mới là một cái đáy đầu tiên của nó thôi, nên anh chị nên chờ một cái đáy hai của nó để anh chị mình có thể tham gia và có thể vào lại cái con VB này anh chị ha. Thì em nói rồi, một nhịp là ở đây, nhịp trên này á, một là hướng lên thì tôi chơi, chưa hướng lên thì thôi chấp nhận gãy xuống là cũng là bình thường. Thì bây giờ nó chưa hướng lên thì nó gãy xuống chứ gì sao nữa, nó có hai đường anh chị, một là nó đi ngang nó hướng lên nó đánh, hai là nó gãy xuống, nếu nó không đi lên được thì nó đi xuống đúng không ạ. Đó thành ra là nó phải sideways ở đây, mà nếu nó đã sideways ở đây rồi thì bây giờ chúng tôi phải chờ gì, chờ hai hai đáy của nó, hoặc là ít nhất là nó phải là nâng nền tạo đáy và đi sideways đẩy biên, hình dung ha. Rồi đó, dòng ngân hàng nói chung là siết biên tốt thôi, nói chung dòng ngân hàng là neo giữ chỉ số cho vợ đi mình trong suốt những cái phiên rung lắc vừa qua là rất là tốt anh chị nha. À, chứ đúng ra nếu dòng ngân hàng nó mở biên là vợ đi mình cắm nguyên cây dài thòn xuống dưới rồi, rõ ràng là như thế đúng không. Rồi tiếp theo chúng ta nhìn về dòng dầu khí, thấy không, chỉnh 6 phiên rồi bắt đầu bật lên lại, chỉnh 6 phiên nó cũng sẽ có những cái điểm cân bằng nhất định anh chị ha, quanh tham chiếu thôi, bắt đầu nó hết biên rồi. Tại vì cổ phiếu những cái con dòng dầu khí, chị biết những con như BVD là tại sao chị nhìn dòng dầu khí, chị phải nhìn con BVD. Con BVD giống như con STB vậy đó, nó rất là nhạy tiền, nếu thị trường có vấn đề sàn, con này nó sàn anh chị biết là nó sàn rất nhanh, nó sàn không ai bán kịp luôn, nếu nó không sàn nó neo là biết rồi, nó giữ tốt nó đang trong một cái thế sideways, có thể là thị trường chưa thuận thì nó chưa quýnh liền thì nó xìu xuống lại thì nó vẫn đi sideways thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết anh chị ha. Những con này nếu anh chị canh á, những cái điểm tích cung này là ngày mai mà dòng dầu khí, dòng con BVD này mà nó kéo á, là kiểu gì dòng dầu khí nó cũng hồi anh chị ha. Tập trung mấy con lớn lớn á nha, bao nè, bao chỉnh xuống đúng không, em á thì quy tắc rất rõ ràng, nếu mà chỉnh xuống vi phạm một cái điểm mà em đặt ra trước đó thì anh chị mình cứ hạ ra 50%, đúng không, và cuối cùng nó cũng quanh quanh những cái vùng này, anh chị tiếp tục quan sát thêm và anh chị phải cho bao khoảng tầm 4 phiên để nó vận hành, tại vì nó tích cung ở cái điểm này mà nó không đánh, nó rủ ngược lại thì nó sẽ mất thời gian, nó giống đây nè, nó có những cái điểm test ở đây nhưng nó không đánh thì nó phải mất thời gian ít nhất là gì 4 phiên 5 phiên để nó hình thành một cái xu hướng mới, nhưng về cơ bản giảm xuống khối lượng không lớn, đỡ cung lên liền, và tất cả những cái vùng phía dưới đều là hỗ trợ
thì cổ phiếu chỉ chỉnh một cây thôi, chứ về sau nó sẽ cân bằng lại ở đây, nó sẽ rất là nhanh thôi anh chị ha. Mình phải chờ, ít nhất phải chờ 4 phiên cho nó anh chị nha. Rồi tiếp theo anh chị nhìn qua dòng Vinh bình thường ha, cũng chưa có gì, cũng hơi vô thưởng vô phạt không, hoàn toàn đi ngang thị trường, tính ra nó không giảm nhiều, chỉ có những cái con như thế này là xấu nè anh chị. Tại sao em nói những con này là xấu? Những con mang thiên hướng á, thứ nhất nè, nó đã có những cái cây khối lượng lớn tại đỉnh, nó đã vòng ngược lên test hai đáy thành công tương đối ở đây, nhưng khi thị trường rung lắc thêm một nhịp nữa thì nó lại bị thủng đáy, thì những con như thế này cực kỳ xấu ha. Nó thủng đáy như nó đã cân bằng ở đây rồi mà nó còn gãy lại nữa thì nó phải reset lại, nó tạo một cái đáy mới dưới này thì nó rất là nguy hiểm. Thì những con này mới là những con thực sự gớm nè anh chị ha. Những con tích lũy như này cũng ok chứ không phải là xấu, rõ ràng là như vậy anh chị ha. Nè những con như thế này nè, đó gãy mà thẳng xuống như này mà những cái nền hỗ trợ quan trọng nhất mà nó không giữ được thì đó mới là những cái điểm nguy hiểm của cổ phiếu anh chị ha. Nè xả khối lượng nè, không hồi lên nổi luôn, cắm thẳng xuống dưới luôn, rất là ghê. Những con này mới là những con đáng lo, chứ còn những con có nền tảng đồ tốt thì đâu có bị gì đúng không. Bản thân con sale này em thấy nó cũng không xấu nữa, tại vì nó chỉnh ở đây rồi thì về đây nếu mà nó cân bằng được thì em đánh giá là nó cũng ok, nhưng mà quan trọng nó phải có một cái điểm hướng lên đủ tin cậy để em vào lại thì ok anh chị ha. Có thôi không đánh vậy thôi. Anh chị thấy phân bón không nè, lên được có một bữa này xong lại xuống lại, lên được có một bữa quay lại, lên được có một bữa quay lại, tại sao cổ phiếu có chen đâu mà đánh, kênh dưới như thế này biết chừng nào mới lên đúng không, đã có chia sẻ rồi, thành ra đừng có thấy rằng là tới chân một vài cây như thế này mà anh chị vào thì ngắn hạn cũng chả ăn đâu. Khi nào nó tạo ra một cái mẫu hình gì đó nó đảo chiều được thì mình đánh, còn nếu nó cắm đầu nó đi xuống ngoài như vậy thì khả năng là cổ phiếu này chưa vào sóng, lưu ý ha, kênh dưới. Rồi tiếp theo anh chị nhìn cổ phiếu trụ nè, trụ nó đè thì chốt vào đi mình rất là nhiều nha. Nè con Masa nó đè như thế này làm sao mà một phần hôm nay á, chỉ số của VN mình dạo gần đây mà nó xấu á, là cũng do cái tụi này nó đè những cái con chủ rất là nhiều nè, nó đè con Vinamilk nè đúng không, nó đè những con chủ rất là ghê luôn, thành ra khi nó đè như vậy nó làm cho cái chỉ số mình, cho dù anh chị thấy khi thị trường á, mà nó đang xanh rất mạnh mà nó đè chủ là VN mình còn không tăng được, nhiều khi VN mình tăng có vài ba điểm trong khi mà rất nhiều cổ phiếu dòng chính kéo, đúng ra nếu như mà cái tụi trụ mà nó thả xích ra một cái thì VN mình chắc phải chạy 20 điểm, nhưng mà nó đè lại thì anh chị tính coi một cái phiên mà hoàn toàn tham chiếu của thị trường như thế này, không có một cái dòng nào mà nó kéo hẳn cả thì trụ mà nó còn đạp như thế này nữa thì chắc chắn là chỉ số nó đỏ là đúng rồi, chứ làm sao nó xanh được đúng không. Có một cái dòng nào kéo á, mà trụ nó đè nó còn kìm hãm được, chứ nói chi là không có con nào kéo mà nó đi sideways, quay nó đang một cái thế hoàn toàn sideways quay cả ngày như vậy mà nó đe trụ nữa thì lấy đâu ra mà chỉ số mà nó xanh đúng không. Thành ra cái độ phân hóa rất là lớn, thành ra nếu mà cứ nhìn chỉ số xấu, chỉ số xấu làm sao đủ khách quan, trong khi có rất nhiều cổ phiếu nó đang rất là ok anh chị ha. Giống như dòng chứng cũng vậy nè, dòng chứng á, là dòng tiền nó đã mồi vào từ những cái phiên trước đó rất là ok rồi, và anh chị thấy rằng là trong suốt quá trình điều chỉnh vừa qua dòng chứng cũng không có thay đổi gì và không bị ảnh hưởng quá nhiều, tại vì nó là dòng dẫn đúng không. Nhưng mà hệ thời điểm hiện tại do dẫn thì dẫn chứ dù sao á, nó bị cái viên ngày thứ sáu nó siêu lại thì ít nhiều gì nó cũng sẽ có những cái sự rung lắc trong ngắn hạn, ít nhất là phần T cộng để nó hấp thụ lại cái phần đánh lên của cái cây đó, chứ không thể nào mà nó quýnh liền được đúng không. Mặc dù là nó mạnh nhưng mà ok, đường giống như là anh chị đi một chiếc xe đua đi, anh chị đi một chiếc xe địa hình đi, cho dù nó tốt cỡ nào anh chị chạy đường thẳng thì không nói, với anh chị vô cái đường mà có nhiều ổ gà thì ít nhiều gì anh chị mình cũng phải rà thắng đúng không, ít nhất phải rà thắng. Anh chị nào đi xe hơi tay côn, chân côn là cái gì, giữ côn rà thắng đúng không, đẩy lên số 1 chạy phải rà 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 né né ít nhiều gì. Mua chiếc xe xịn xịn như chạy nó cạ gầm cũng tiếc chứ, ví dụ như đi mấy con SUV gầm cao mấy thoáng đỡ đúng không, đi mấy con mà sedan mà lùng lùng nó đi mà cạ bằng cái xước gầm tiếc chứ, tốn tiền bảo dưỡng nữa đúng không. Dù sao ít nhiều gì cho dù xe có mạnh cỡ nào, xe xịn xe như nào, up road hay sao đó, chạy một vô cái đường ổ gà ổ voi nhiều cũng phải khẩn khẩn lại, cũng phải đi từ 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 ra 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 chứ làm sao mà đi nhanh như cái đường trường được
Đúng ạ, thì về hình dung là như thế, tuy nó mạnh thì nó vào ok dòng dẫn tốt, nhưng dù sao nó cũng sẽ gặp những cái áp lực khi mà cái viên ngày thứ sáu nó không có đóng được cái mức giá cao nhất, đúng không? Đó, hình dung nó là như thế. Nhưng mà riêng cái dòng này á, thì đối với một số những cái dòng khác thì anh chị thấy rằng là cái độ phân hóa còn rất là lớn, thậm chí là những con chung dòng nó cũng chả đánh giống nhau. Nhưng riêng dòng chứng khoán á, thì từ trước giờ thì cái độ gọi là đồng pha của các con chung dòng thì nó được cái là nó khá là tốt, hầu như là những con nào nó cũng sẽ đi chung vào với nhau, thì cái điểm này là đúng. Chứng khoán này rất là đoàn kết về cái phần này ha, thì nói chung là khá là ok. Những con nào mà anh chị để ý, cái phiên tiền vào ok, đó là những cái phiên anh chị mình cực kỳ chú ý ha. Rồi cứ ghi giữ thôi chứ cũng không có gì thêm nhé. Rồi tiếp theo bán lẻ thì trụ nhiều thì nó giảm xấu rồi, đúng rồi. Còn thép thép thì đã như em đã nói, thép thật sự là con hoa sen và con nam kim nó rất là xấu luôn, tại vì nó gãy thẳng mà nó không giữ được. Đây nè, nó đã hồi phục được một cái đáy đây và cái đáy thứ hai đây mà nó không giữ được mà nó lủng tiếp, thì thật sự rất là xấu. Nó rất là giống con KSB, đây nè, y chang không, y chang là giống con hoa sen và con nam kim, thì thật sự rất tệ. Cái hôm bữa mà em bán con Hòa Phát á, em bán mức giá là 20.6, em mua cũng quanh đây thôi, nhưng mà em bán ngay cái giá nền này luôn là do em thấy con Hoa Sen và con Nam Kim nó quá tệ, nó lủng luôn. Mình sợ là nó sẽ bị lây lan qua con Hòa Phát, thành ra mình cái mức giá mà quanh quanh giá vốn là mình lo mình bán sớm đây thôi, mình chờ một cái cơ hội để nó hướng lên lại thì mình đánh, hoặc ít nhất là qua cái dòng bão này. Mà nếu con Hòa Phát nó vẫn tiếp tục sideways và vẫn tiếp tục neo giá tốt thì ok, tôi sẽ vào lại nó vào một cái nhịp sau, đúng không? Nhưng rõ ràng tới thời điểm hiện tại Hòa Phát vẫn rất xuất sắc, tính ra bối cảnh xung quanh mà rất là tiêu cực đối với cái dòng của nó mà nó giữ như này là quá xuất sắc. Trong những cái ngày vừa đi mình biến động mà nó đánh có một like như thế này là quá ok, thật sự rất tốt luôn anh chị ha. Ai nói nhiều anh chị nói là con Hòa Phát này sao mà nó giao dịch mà khối lượng nó thấp dữ em, sợ nó gãy không? Thấp rồi mà thấp, anh chị bán thử coi có rớt không. Anh chị nào cầm Hòa Phát nhiều anh chị thử bán coi. Em thấy trong phiên nó ăn lệnh 500 ngàn liên tục mà không không nhảy giá luôn á. Anh chị có anh chị nhóm anh chị có nhiều hàng, anh chị bán thử coi coi nó gãy không, coi nó ăn lại của anh chị không. Cái này mình không nói gì nhưng rõ ràng trong phiên tôi thấy vậy, tôi nhìn cái bảng điện tôi thấy nó như vậy. Tôi thấy nó tán những cái lệnh 500 500 ra, có lúc mua có lúc bán, nhưng hầu như là giá nó không di chuyển nhiều, có nghĩa là cái mức thanh khoản của nó rất to và có thể đáp ứng được những cái dòng tiền lớn rất là tốt, và thậm chí là nó chỉ đang sideways thôi. Đồng ý là nó sẽ rất là chán và nó không tăng, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của cổ phiếu là gì? Không giảm, đúng không? Không giảm là nó đã là ok rồi, nhưng mà nó vẫn giữ một cái thế sideways mà vẫn tiếp tục quanh quanh 20.7 như thế này á, thì em nghĩ là thôi cứ chờ thêm đi, khi nào mà nó hướng hẳn lên á, mà cái lần này nó phải thuyết phục kìa. Chứ em đánh con Hòa Phát này anh chị cũng biết đúng không, em vô con này chắc phải 2 3 lần rồi đó, mà em bán cứ quanh quanh 21 hoài rồi mà nó không chạy, tức thiệt chứ, đúng không? Nhưng mà nó cũng không gãy, quan trọng là nó không giảm, đúng không? Vẫn xa quay tốt. Thì những cái con mình anh tích lũy dài như này, anh chị biết hồi xưa con năm 2020 con Hòa Phát đánh y chang vậy nè, nhưng mà một khi mà anh chị bắt được vô cái sóng á, nói thiệt anh chị luôn, nó chạy mạnh nhất thị trường, đúng không? Nè 2020 nè anh chị, nó mà xí cái nền này xí bệnh xương với nó luôn á, xí mà nó không xê dịch dù chỉ một ngày luôn. Nó quýnh từ cái tháng mà tháng 5 năm 2020, nó quýnh, thậm chí nó quýnh tới tháng 9 luôn, vẫn không chạy là không chạy. 4 tháng trời nổ đúng một cày đi ngang, khó chịu vô cùng luôn, nhưng mà vô sóng chạy nè. Nè, nè, kéo không hết luôn, đúng không? Nè, nó cũng xuất phát từ một cái nền năm 2020, đào xuống, hồi lên, đi ngang, 4 tháng. Anh chị ha, những cái form tích lũy nè, đào xuống, đè lên, đi ngang. Anh chị biết bữa giờ họ phải đi ngang bao nhiêu lâu rồi không? Tháng 1, bây giờ tới tháng 5 rồi, cũng 5 tháng rồi đó. Anh chị ha, cũng 5 tháng không biết đâu. Đúng ạ, đây là một cái form rất giống năm 2020. Thật sự là như vậy, rõ ràng là trong dòng bão thì anh chị đánh giá lại cổ phiếu thì anh chị sẽ thấy được là nó sẽ rất là giống như cái giai đoạn đó anh chị ha. Rồi, nói chung là bây giờ anh chị mình cứ ghi con Hòa Phát vô đi, khi nào mà nó hướng hẳn lên thì anh chị hẳn đánh. Thế vậy ha, chứ bây giờ mình nó đang đi ngang như vậy thôi, cứ tạm quan sát thêm đi, bất công vào rồi nó lại rung ha. Mình cũng kỳ vọng nó rung, nếu mà nó cũng không rung, đúng không? Nó cũng giữ giữ quay đó, khó chịu vậy chứ. Nhưng mà những con tích lũy dài như vậy chắc chắn là sóng to, khi nào thì không biết, khi nào nó hướng lên thì nó đánh. Có nghĩa là sao? Bản chất của tích lũy là gì? Tổ chức nó phải gom đủ hàng là mới đánh, nó gom chưa đủ nó cho đi ngang hoài luôn, đi ngang tới nào mà nhà đầu tư ngã ra hết thì nó đánh.
đó là quy tắc của những con phong tích lũy lớn, gọi là nền tảng, gọi là gì, tích lũy nền tảng dài anh chị ha. Đó là một trong những cái mẫu hình đấy, nhưng mà thường những cái nền tảng này rất là lâu, 4 đến 6 tháng, nhưng mà một khi nó đánh chắc chắn anh chị luôn, chất lượng những con phong như thế này mà nó quýnh nha, mà nó vô sóng á, mà cái kỳ giông bão mà nó không gãy nền á, mà nó giữ ngang như vậy luôn, vô sóng đảm bảo con này nhân đôi anh chị ha. Xưa nó quýnh cũng y chang cái gì anh chị, nó đi ngang này 9 tháng thì đúng không, nó đi ngang này cũng 5-6 tháng, nó quýnh nó dựng đứng như này này, nhân đôi chứ gì nữa, có phải 12 mà quýnh lên 40 là phải hơn nhân đôi luôn không, đúng không? Nhưng mà cái quá trình tích lũy này nó phải lâu anh chị ha. Thì hiện tại Hòa Phát bây giờ đang ở thời điểm hiện tại nó đang thuyết phục mình ở cái điểm này, nhưng mà bây giờ nó chưa có dấu hiệu gì hết, em nghĩ là nên quan sát thêm thôi chứ đừng đánh sớm nha, cứ lưu nó danh sách khi nào đẹp vô lại. Nè, bất động sản hay là đầu tư công nó cũng rất là lộn xộn, tự nhiên cũng CTD thì nó lại quýnh chạy nó rút, nhưng mà những con khác thì nó lại lẹt phẹt lèo đèo không tăng, đúng không? Những con đầu tư công cũng không tăng nè, nó cái gì là gọi là hồi phục kỹ thuật thôi, như là VCG thì lại gãy tiếp. À, đó, thấy không? Anh chị thấy nó không có đồng đều anh chị ha. Nè, đất xanh đồ nó không tăng nhiều, con đít thậm chí nó còn đỏ nữa, mà cái vùng này dao động lớn nha, thì nếu mà nó không vượt hẳn là nó gãy nặng đấy, còn nó vượt hẳn thì em không biết, để coi quá trình nó hình thành ở trên đây như thế nào. Anh chị thấy không, nó đánh không có đồng pha, nó lồi lõm tùm lum hết, con thì mạnh con thì yếu, con thì chạy con thì chả chạy gì hết, hình dung nó là như thế ha. Hôm nay bây giờ thời điểm hiện tại TNG một con lẻ em đánh gần đây vẫn ngon đúng không nè, hàng về hấp thụ vẫn tốt, vẫn trên cây nổ, thì phiên sau chờ nó đánh vượt lên là thành công, điểm mua ở đây cũng không còn đâu, rồi chỉ cần nổ lên bán thôi. Nói chung là điểm sơ qua về thị trường, nói chung mọi thứ nó vẫn đang trong trạng thái bất động đúng không, điều chỉnh cũng có, rung lắc cũng có, hồi phục lại cũng có, nhưng hầu như là có vẻ như là rung lắc là nhiều chứ về biên em đánh giá chưa lớn. Nhưng mà anh chị lưu ý, những cái con nào điều chỉnh khối lượng thấp và neo giữ tốt, chắc chắn với anh chị luôn, thị trường mà nó ổn định lại mấy con nó đánh đầu tiên nha, kiểu gì cả đánh đầu tiên, tại nó giữ xu thế tốt thì nó đánh nhẹ hơn mấy con kia chứ đúng không. Nè, anh ví dụ gì, cái con mà nó đã bị rung á, nó phải có thời gian nó cân bằng rồi nó hồi phục lên thì nó rất là lâu, còn những con nó đã giữ chen đi, nó quýnh cái là lên luôn, chứ nó đã tốn công nó lấy tiền nó đỡ cái cục ở chỗ đó rồi. Mà nếu thị trường á thiên thời địa lợi nhân hòa mà nó dễ đạp như vậy mà nó không đạp thì đương nhiên thị trường hồi nó phải đánh chứ, không đánh nó lãi margin ai trả đúng không ạ. Hình dung nó là như thế. À, vậy hình dung cái quy tắc cung cầu trên thị trường thật ra nó cũng quy vào một cái mối là tiền và hàng thôi, nó chỉ có hai khía cạnh như vậy thôi, cung và cầu là tiền và hàng, cung là người bán, cầu là người muốn mua thì có tiền, người muốn bán thì có hàng. À, hình dung nó là như thế anh chị ha. Dạ rồi, hôm nay vừa đi mình nó cũng sai quay thôi, thật ra là anh chị mình cứ cố gắng theo dõi thêm ha, biết là cái đoạn này nó chán thật sự, em trong phiên em coi em cũng thấy chán buồn ngủ, anh chị nhìn cả cả ngày nó đóng thành chiếu như thế này em biết nói gì giờ đúng không. Nhưng mà nó xấu nó cũng không xấu, mà nó kéo này nó cũng chưa kéo anh chị, em có thấy em có view cho anh chị đúng không. À, có vẻ chỉnh xong rồi, tại vì sao, nó nhúng một nhịp nó kéo lên nó không đạp nữa thì đuôi nó chỉnh xong rồi, nhưng anh chị mình phải theo dõi cái sự duy trì giúp em chứ chưa có cái gì phải vội cả. Đó, tiếp tục quan sát được không. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha. Ngày này nha, tối nay xem video của em, nếu chị thay cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.